Hello cả Hello nhà. cả À, Nguyên xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống Malaysia nha. đẹp đây. Tự tin mình là đẹp trai. Hôm nay hai chồng Nguyên đi siêu thị nè cả nhà. Hai chồng Nguyên đi siêu thị mua coi có gì mua không. Mấy bữa nay Nguyên thèm sushi cả nhà ơi. Dụ dữ lắm chồng Nguyên mới mới đi á. Giờ đi siêu thị với hai chồng Nguyên nha. Hôm nay Nguyên dọn dẹp nhà, gom bịch rác nè. Bịch rác kiểu như mình lấy bịch bự vậy á, tính ra tiện hơn. Mỗi lần Nguyên dẹp dẹp nhà, dọn nhà là nguyên một bịch bự vậy đó cả nhà. Mua mua nguyên biết không, như nó mưa cái anh cái chồng ấy nó ủa mưa hả, chưa trời mưa cả nhà, làm biến đi giờ sập tối rồi giờ mới đi. Thùng rác ở phía kia chồng Nguyên vô trong đó giục rác nè. Khu này là khu để xe máy nè cả nhà. Lúc trước không có khu này đâu. Cái bị mắc xe với cái ta làm cái khu để xe. Với lại kiểu như kêu mình sao ta? Xe máy để tứ không tung á. Cái ta chạy xe cũng nguy hiểm á, cho nên để một khu giữ xe như vậy nè. Chồng Nguyên nói có phân mèo ở nha, mèo ở chó mèo nó ị xong rồi cái nó đào cái hố nó lấp lại khôn lắm. Cái đường này á kiểu như người ta mới làm á cả nhà, người ta mới kiểu như đào cống rồi người ta làm lại á, cái đường nó lỗ lỗ á, kiểu như ổ gà, ở Việt Nam mình kêu bằng ổ gà đó. Trời ơi, ngồi trên đây giống như ngồi thú nhún vậy đó. Nó cày dằn giống như đi thú nhún vậy đó. Cái khu này, nhà này là nhà mới á cả nhà. Khu dân cư đó. Khu mới á. Nó mới mới chắc cũng cỡ 2-3 năm rồi đó. Khu mới lúc nào cũng đẹp ha, với lại người ta quản lý an ninh ở từ từ với cái ở cỡ ít chục năm cái từ từ cái nó không có như mấy chỗ khác. Khu mới là tất nhiên phải vậy. Mua ừ. Đẹp à, đẹp múa. Nguyên chồng Nguyên nói cái nhà đó, chồng Nguyên hỏi Nguyên từ từ mua nói tiếng Việt bằng gì, cái Nguyên nó mua cái ông nói đẹp mà đẹp mua đi. Dữ dễ sợ ổng thì đẹp đẹp mua anh đẹp mua đi tiền nhiều nhiều á, đẹp mua à. mua đi mua đi mua Đẹp đẹp mà. Đẹp đẹp mua đi. Nói chứ chồng Nguyên nói giỡn cả nhà. Nguyên ở khu dân cư Nguyên sợ lắm rồi, biết sao không? Ở khu dân cư á, an ninh thì an ninh thiệt, kiểu như mình nhiều khi á, hồi lúc đó Nguyên mới qua đây á cả nhà, mắc cười lắm nha. Nguyên coi phim lúc đó là hồi đó không, Nguyên mới ở đây cỡ năm, Nguyên không có đi làm, cái Nguyên coi phim, cái vừa vừa coi phim vừa nấu ăn. Chồng Nguyên lúc đó đi làm chưa có gì à, cái Nguyên Nguyên năm tiêu hay mầm thịt ta. Hình như là mầm thịt, đúng rồi mầm thịt. Cái Nguyên bầm
nguyên bọc thịt mà đem ra bên ra nhà khách bầm á, bầm cái đầu nó nghe bù bù bù, biết cả nhà ở khu dân cư mà đúng không, trời ơi, ở dưới nhà nó la lên quá trời luôn. Ở dưới nhà nó la lên cái Nguyên hết hồn, Nguyên im, Nguyên không nói gì hết, Nguyên đâu có biết cái gì đâu, Nguyên tưởng đâu là ta gây lộn, cái Nguyên im, Nguyên cũng đứng nhiều chuyện nghe, đứng ngay cửa sổ nhiều chuyện coi người ta la cái gì vậy, ủa đâu thấy gì đâu ta, đâu thấy ai gây lộn đâu ta. Cái một hồi cái Nguyên vô, Nguyên bầm tiếp nữa, cái ở dưới nó la lên nữa, cái Nguyên hết hồn nó, ừ thì ra là mình bầm cái này người ta ồn cho mua cái gì trời, đang kể chuyện tập trung ông ơi. ông hỏi Nguyên mua cái gì, đang kể chuyện, đang nhiều chuyện tập trung mà, đang tập trung nhiều chuyện à, mua cái gì đĩa hả, ủa tôi trên đó. Đang tập trung nhiều chuyện à, trời ơi, ông cũng nhiều chuyện đó ha, Nguyên nói Nguyên nhiều chuyện, mỏng nhiều chuyện hơn Nguyên. Anh tiền nhiều mà hả, ở dưới người ta la quá trời luôn, với lại phiền quá cả nhà ơi, Nguyên sợ tại vì không có tiền á mua nhà. Mua nhà bên trên đây, bên đây kẹo á, mắc lắm, mua nhà trệt mắc lắm, cỡ trên 4 tỷ cả nhà. Trên 4 tỷ. Nói chung là trên 3 tỷ. Mà ai chồng Nguyên làm rồi có tiền cả nhà. Khu nhà Nguyên chỉ có 1 tỷ mấy. Có 1 tỷ mấy. Mà mua nhà mắc quá, đâu có tiền mua đâu, cho nên ở nhà đó Nguyên nói với chồng Nguyên ngoài làm cố gắng hai chồng làm có tiền mua nhà chợt ở cho khỏe. Thoải mái nữa cả nhà ơi. Ở khu của Nguyên, không biết khu khác thì sao Nguyên không biết, chứ khu của Nguyên á nhiều người Mã cả nhà, còn người Hoa rồi tùm lum hết trơn á, với lại á cái khu của Nguyên á ở á, có mấy người nước ngoài á, ta qua đây ta đi làm á cả nhà, ta muốn nhà ở đây nè, ở cũng đàn ông có màu cũng nguy hiểm cũng sợ, lại khu này chỉ có mình Nguyên là con gái á, cho nên nhiều khi Nguyên đi làm về sớm mà chồng Nguyên chưa về Nguyên cũng sợ nữa cả nhà ơi. Cái Nguyên thì Nguyên sợ đi thang máy dữ lắm, Nguyên qua đây Nguyên sợ đi thang máy lắm cả nhà. Chồng Nguyên cũng kêu Nguyên mua khu dân cư mà thôi, Nguyên nói không có tiền thì ở nhà này chứ không có mua nhà khu dân cư. Có cảm thấy hai chồng tích lũy được ở mua nhà thì mua nhà chợt đi, đừng mua nhà khu dân cư nữa. Với lại Nguyên thích trồng rau dữ lắm luôn, kiểu như cảm giác giống như là mình ở nhà khu dân cư á, nhà không có đất mình trồng á, cái mình phải trồng rau trồng gác dữ lắm. Cho nên hả, Nguyên muốn mua nhà chợt đó cả nhà. Đó, ao ước của Nguyên có nhiêu đó thôi. Bởi vậy hỏi tại sao mà hai chồng Nguyên làm không có thời gian. Nhiều bạn nói Nguyên nói sao không đi làm phụ chồng đi, ở nhà làm gì. Nguyên có đi làm chứ, cũng tại em Nguyên nghĩ á, nhiều bạn chưa có mới vô kênh của Nguyên coi á, cho nên không biết chứ Nguyên hai chồng Nguyên làm hả, Nguyên làm không có thời gian hay không á. Trời ơi, ăn nhiều khi quên giờ ăn luôn á cả nhà. Nhiều khi có công việc nhiều á thì kiểu như làm nặng á thì Nguyên đi làm không được, tại nặng mình phụ nữ mà. Rồi cái nhiều khi sơn hay là làm cái gì lặt vặt á thì mình làm được thì chồng Nguyên kêu Nguyên theo phụ đó, dọn dẹp nhà đó, quét dọn chồng Nguyên làm xong rồi Nguyên đi quét dọn lại đó đó, chứ Nguyên không có ở không đâu cả nhà. Bữa nào Nguyên mệt dữ lắm luôn, cái Nguyên nói anh ơi bữa nay em mệt quá, em nghỉ hôm nha để em nghỉ ngơi, chứ lại mình làm công việc tự do nữa, Nguyên làm cho chồng Nguyên nữa thoải mái nữa. Thì lúc trước á Nguyên có đi làm công ty vải cả nhà, nhưng mà bây giờ Nguyên nghỉ rồi cả nhà ơi, không có làm nữa. Chứ lại làm công ty đó Nguyên làm cũng hơn 9 năm rồi đó cả nhà, hơn 9 năm rồi. Chủ người qua, nhưng mà kiểu như người ta thấy mình người nước ngoài á, cái mức lương của người ta cũng ép, ta cũng ám, nói chung là cực lắm cả nhà ơi, cực lắm đó. Tới siêu thị nhiều chuyện, nhiều chuyện quá, tới siêu thị luôn cả nhà. Giờ vô đậu xe, giờ vô đây lấy thẻ đậu xe.
Tới rồi, đi thôi. Mình vô siêu thị thì người ta kêu mình đưa điện thoại cho người ta kiểm tra coi mình có chích đủ 3 mũi vaccine chưa cả nhà, họ mới cho mình vô. Xịt, vô tới đây là xịt. Nguyên tưởng đâu đông dữ lắm chứ, nhưng mà không có đông ha. Cô bán giỏ sách nè cả nhà, lâu dữ lắm rồi đó, từ hồi mà Covid tới nay là cỡ 3 năm hả ta. Đồng Yên chưa mua giỏ sách luôn cả nhà, hình như dép Nguyên cũng không có mua, dép có mua nha, dép mua trên mạng. Bạn không có đi đâu á, cái mình không có mua. Bán dép thay mê. Nguyên đi siêu thị Aeon này Nguyên thường lợi lắm cả nhà. Nằm ở Bà La Công. Nãy Nguyên quay mà Nguyên quên bấm quay nó chờ thì khu này. Nguyên phái là cái khu này nè. Lúc trước không biết ở đâu bán mấy cái bầu ngư rồi tôm hùm nữa. Cây lợi thấy ở đây bán phái lắm. Đây là tôm hùm đất nè. Đây bán tôm hùm đất nè cả nhà. Cái loại này ta làm sẵn rồi. Cay dữ lắm. Ôi. Con tôm hùm siêu khủng lồ. 100 g 16 đồng 88. Là cỡ nhiêu 100 g mà ít vài gram. Sữa liêu khoai papa. Là khoảng 80.000. Khoảng 80.000 tiền Việt Nam mình, 100 gram là 800.000 ký. Chợ này đông đá. Đa số là đông đá không à. Đùi gì trời? Đùi dê, đùi heo à. Đây là họ bán cắt lo đậu nè. Bịch người ta vô bịch nhỏ gì gọn nha. Khu này là khu bán gia vị. Tỏi, hành, tiêu. Để mua mì, kiếm mì mua mì à, mì bò Trung Quốc tứ xuyên á, mà đợt mua đây á đâu quên à. Mua trứng gà nè, mà nó mua mấy ngày nay vô đây mua luôn, chợ bán hết rồi, vô đây mua. Mua trứng gà. Nguyên mua hộp dâu 12 đồng đó cả nhà, 60.000 tiền Việt Nam, ít 12 đồng 65.000, gần 70.000 đó. Khu này bán visa, mua về hấp là ăn được. Rồi sushi nè. Cho bán sushi hết trơn à. Mấy ô nào. Hết rồi cả nhà ơi. Còn con loại này à. Còn sớm hết trơn à.
hết rồi. Cái này là gì? Này là bánh ngọt. Thôi ngọt quá Nguyên không ăn. Ừ, cái này là bán bánh tết còn tồn tới giờ nè cả nhà. Còn tồn tới giờ, giờ người ta bán giảm giá nè. Bữa nay đi ít ngự. Nguyên kiếm cái loại mì à. Ủa không có bán mì đó ta. Ủa sao mày nó comment y hơ y hơ gì xảy ra mình xưa. Không thấy bán. Đây là bán đồ ăn thức uống của Hàn Quốc nè. Cua xưa. Hình như đây không có bán hay sao. Lúc trước mình mua đâu mình quên mất tiêu. Mì ủ canh tao. Nhiều trò phải. Chỗ đây không biết mua gì. Mình chủ yếu nguồn lợi mua cái loại mì đó thôi. Nè nè nè, mì bào ngư nè. Hồi bữa có bạn kia kêu Nguyên mua. Nhưng mà mì này ăn có vị thuốc bắc giống mình. Trong nước lèo, nước hầm thuốc bắc là Nguyên có quay rồi. Phải này không ta? Đúng rồi, lỗ mì này nè, mì hộp này nè, ngon lắm. Lỗ này chất cơ nè, dao à, dù y bao mà, dù bao mà, dao chào hả ta y bao. Đây là loại lỗ này ngon nè cả nhà. Kiếm rồi có không? Nhiều khi lỗ mới ra cái hộp nó để cái hộp không à? Không thấy ta. Ví dụ phanh bao anh sĩ coi. Mấy dù phải. Nguyên nói không có thì gì à. Đi, nãy Nguyên vô không thấy ai á. Giờ vô cái hai chồng vô cái nhóc cho người lại luôn. Cái ai clean à. Nguyên kêu chồng Nguyên ăn kem không. Anh hỏi Nguyên ăn gì không, nó ăn kem. Hỏi Nguyên không nói ăn kem, nó nói ăn kem không. Nguyên thích ăn kem của McDonald's lắm cả nhà. Kem tươi. Bây giờ gần tới lượt mình rồi. Cái chị này xong là tới mình. Hai vợ chồng Nguyên. Bị giao bi á. Nguyên nói Nguyên lấy ly. Ly ăn nó ấy hơn cả nhà. Chứ bây giờ vừa đi vừa ăn mắc vệ sinh lắm. Giờ dịch bệnh nguy hiểm, mình lên xe mình ăn cho nó an toàn.
qua đây mua bánh mì ăn cả nhà. Bánh mì này Nguyên thích lắm. Nó mặn mặn, nó ngon. Ở đây người ta làm bánh mì cho mình coi luôn. Bánh mì tươi nha. Làm hết là bán hết. Nhìn làm điêu luyện quá ha. Đông quá trời. Nãy nói vô siêu thị không có người, mừng quá, ai về vô đây đông quá. Vô tới mấy cái quầy bán ăn á, đông. Mùi ra chắc á. Nguyên thích ăn bánh mì này nè. Ở trong đó nó có hình như nó có phô mai á. Đúng rồi, có phô mai. Ở ngoài họ rắc một ít muối. Ngon lắm. Nói chung bánh mì tươi mà tất nhiên phải ngon rồi ha. Có nhiều loại lắm cả nhà. Xong, ở đây mua. Chồng Nguyên lấy một cái bánh mì xúc xích. Công nhận cái chị tiếp tân này á, chị bấm lẹ dễ sợ. Bà bấm mà cái tay sẹt 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 luôn á. Làm cái này về mỗi tay chắc nhức tay dữ lắm luôn á chàng ơi. Này kiểu như làm quen rồi đó cả nhà. Làm tay lẹ lia lịa hết trơn. Xong, về. Mình đi. Mình né bên hướng nào người ta đi, người ta né bên hướng đó. Anh. Giờ trả tiền gửi xe. Ở đây là 1 tiếng là 1 đồng á. Mình để cái thẻ siêu thị này vô thì miễn phí, không có tốn tiền. 1 đồng là cỡ 55.000 tiền Việt Nam. Ý, phải rồi. 1 đồng là cỡ 5.000 gửi tiền Việt Nam á cả nhà. Ở đây mới mở nè cả nhà. Mà hồi nãy không hai chồng Nguyên vô không để ý cho nội ơi. Chồng Nguyên đem về nhà ăn hay sao á. Đấy. Qua ai clean á thăng sữa ấy. Mình hỏi chồng Nguyên cái muỗng kem của em đâu. À thôi, video của Nguyên đến đây là kết thúc rồi cả nhà. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ video của hai chồng Nguyên nha. Bye bye.